Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn. Mình tên Pasqua. Ok, hello, chào các bạn. Mình tên Yishong. Hôm nay là mình cùng huấn luyện là nói một tiếng Việt mừng nhé. Hôm nay là chào là rất rào rẻ. Áp điểm bộ của chị nhé. Đấy. À, có thể mở để chào hỏi mọi người nhé. Thì tỉ ở đi đâu thì anh em mình sẽ bịt vào. Đấy, thì chào mừng các bạn quay lại với Chén Đô Hồng Cacao Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. À, hôm nay là đấy, mình là dẫn hai huynh đệ của anh em mình của mình đi. Đấy thì là bàn xoa là cùng huynh đệ mới nhận, và em cameraman này là cùng là huynh đệ mới nhận mọi người nhé. Thì tất cả đều là huynh đệ là giúp đỡ nhau. Đấy, giúp đỡ nhau trong hoàn trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Thì huynh đệ mình là mới vào thì là qua thì không được bàn xoa có rồi. Đấy, thì lứa em cameraman là cho có qua, mà bây giờ đi mua qua thì không thể là dẫn một em cameraman đi được. Thì cùng sẽ là mua qua cho cả hai em, nên hôm nay là mình quyết định chơi lớn, liều là dẫn hai em đi lên thành phố là mua một ít quần áo mọi người nhé. Vì quần áo cả em cũng như bán xóa là rất là cũ rồi. Đấy, thì bây giờ anh em mình là đi phạt qua rồi phạt kèo với phạt gạo cũng như là người dân cũng như quần áo cho các em nhỏ. Thì là đi thì các em này cũng là thấy cũng là tuổi thân ấy, khi là mọi người có mà huynh đệ cũng có, thì mình là hôm nay là dẫn đến đây thôi mọi người nhé. Thì bây giờ sẽ đi vào trong đây để cho hai em ấy tự chọn quần áo, mình cho để cho hai em ấy tự chọn xong, mình chỉ có là nhiệm vụ là góp ý xem có đẹp hay không, và nhiệm vụ cuối cùng là ra trả tiền mọi người nhé. Có đâu tu đu aki vai pura roba causa quero quale tira eu vai paga agora tá bom muito bom. Mấy thằng cơ, mấy thằng cá cha của mấy con.
Đẹp, đẹp tuyệt vời mọi người ạ. Đẹp. Bonito. Đấy, thế cái gà cao, cao sao ta? Outro. Deixa só assim, não deu mulher. Cao sao ta? Đấy, mình có dần hai huynh đệ ra đi mua. Esta tá cuto, não é tá cuto? Hả? Não vai. Assim, não vai? Để huynh đệ tự chọn mọi người nhé. Còn mình chỉ là trả tiền thôi. Sợ yêu sô phạc à? Muito obrigado. Đấy, cùng mọi người hai bộ mọi người nhé. Mọi một bộ quần đùi áo phông và một bộ quần dài áo áo ấm ấy, áo có mù đấy, tất cả đều có mù, ban xoa cũng vậy, một quần dài một áo ấm và một quần đùi một áo phông đấy. Ok, thì aquí chapéu một đồ aquí đấy. Bom, agora não tem mais frio, agora fica muito bom. Đấy, em nói là ba sắp tới mua lành đó là không không sợ bị lành đấy mọi người nhé. Đấy, agora tira, muda e vai pagar. Ok. Vai já ser já, já tem, mano. Muito obrigado. É rápido, vai sair. Só tem uma core. Core? Só tem uma core, calma. Você espera vocês, tá? Espera só o tempo. Não, mete junto, não tem problema. Não tem problema? Sim. Quer ir? Passa. Não tem mais outro, uma core. Đấy, mù cũng không ai có nên bây giờ sẽ mua một em một cái mù đó mọi người nhé. Bonito. Bạn sao biết thế? Đây. À, đây chỉ có một màu mọi người ạ. Không có nhiều màu, chỉ có được một màu này. Được rồi, vai lavar. Depois era só vai sair. Assim, não, se fica já que 5 anos. Aqui. Depois vai lavar. Đây, ở đây là để rất lâu nên nó bụi mọi người ạ. Bonito, fica o Hinde pegar assim. Aí, o Hinde. Vai já sair da tatinha, mãe, né? Vai, mãe, mãe, lá, hai bô, quando não, một bô, ngắn, một bô, dai, đô ẩm, né? Và một cái mù. Đấy. Thế nhưng tống dẻo ra đang đi được thì hôm sau sẽ mua. Dạ. Rất là. Dạ, mấy tên sạp đeo ấy. À, vẫn con mọi người ạ, vẫn con tiền đây này. Tiền 40. Tiền toàn mới tính. Tiền 40. Ai 40. Mà troca. Pois faz depois. Dá para dar o troco. Đấy, tí nó về nha, sẽ tắm rửa đây mặc ngày mai sẽ đi làm mọi người nhé. Đấy, thì bây giờ sẽ đi về mọi người nhé. Đấy này. Mọi người nhìn cái factura này. À xin. Dạ. Bye bye. Đây rồi mọi người nhé, đã mua anh em mình đã ra khỏi cửa hàng rồi. Thì bây giờ là sẽ lên xe để về. Thì lên xe thì mình không quay cho mọi người xem nữa. Thì video hôm nay là mình có dẫn huynh đệ đi mua sắm, đi shopping, mua sắm một ít quần áo để phục vụ cho công việc sắp tới mọi người nhé. Vì sắp tới là công việc là lịch trình là sẽ rất dày đặc.
thì video hôm nay mình cũng xin dừng tại đây. Mọi người thấy video hay, video có ý nghĩa thì hãy nhớ cho mình một like, một chia sẻ để ủng hộ mình có thêm động lực giúp đỡ người dân và các em nhỏ cũng như là các em mồ côi ở miền núi Châu Phi mọi người nhé. Và nhớ đăng ký kênh Hùng Ca Ca Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để ủng hộ mình nha. Chào các bạn. Ok, chào bye bye.